một chiếc xe 7 chỗ máy dầu mới về tại showroom bên em, xuất sắc luôn ạ, quá đẹp luôn anh chị ạ. Chiếc xe này là Fortuner bản 2.4, một cầu số tự động, sản xuất 2019. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán công khai là 865. Đây các bác canh các chị cùng nhìn luôn giúp em cái phần đầu này. Toàn bộ hệ thống của nó là lên đèn bi led hết. Đó, lên đèn bi led hết nhá. Đèn gầm cũng là đèn bi led này. Tất cả những cái giải led ở phía trước này là đèn độ này. Mặt nạ viền chrome này. Em sẽ quay chậm. Cái xe này thì cam kết cho các bác là keo chỉ zin, máy số nguyên zin và xe không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích và không bổ máy, full lịch sử hãng. Hiện tại thì xe đang chạy 5,9 vạn và điểm đặc biệt của chiếc xe này là chủ đã chơi nguyên một dàn lốp Oroad địa hình. Các bác nhìn này, cái dàn lốp này nó cũng rất là đắt tiền nhưng không phải là rẻ tiền đâu ạ. Mà dàn lốp này thì đi nó rất là khỏe xe, đi đường trường, đường núi thì quá đẳng cấp luôn. Và có thêm một cái chiếc giá để hàng ở phía trên. Em đã di chuyển vào phần sau của phía chiếc xe Fortuner. Đây. Đây, phần chỉ cốp sau đây các bác ạ. Tất cả những cái ốc nắp cabo ở phía sau nhá. Ốc cốp sau đây. Bởi vì em quay xe cũ thì em sẽ cố gắng quay cho các bác xem những cái chi tiết cận thận nhất, chi tiết nhất để các bác ở xa cũng có thể nhìn video, các bác có thể xem được. Đây là hàng ghế thứ ba các bác này. Đấy. Tất cả những cái đó. Phần đèn ở phía sau. Đây, con này có bậc lên xuống rồi. Đây là chỉ cánh bên lái này. Con này có trang bị là gương kính chỉnh điện tay nắm mạ chrome. Đấy, ghế chỉnh điện đầy đủ này. Đó. Con này đang chạy là 5,9 vạn, full lịch sử hãng các bác nhé. Full lịch sử hãng luôn. Và hiện tại chiếc xe Fortuner này thì có phím tích hợp trên vô lăng này. Có chế độ cân bằng điện tử này. Và xe đã lên một chiếc màn hình cộng với cam hành trình. Em sẽ quay cái hàng ghế thứ hai. Và cam kết với các bác là máy số còn nguyên zin từng con ốc một. Ngoài nó rất là cao luôn á, bởi vì là bản thân em khi trèo lên con xe này nó cũng khá là vất vả. Bởi vì là xe này nó nắp cabo rất là nặng luôn. Bác nhìn giúp em này, đầu răng sassy này. Đấy. Nguyên zin từng con ốc một nhá. Nắp cabo. Con này nó cao lắm các bác ạ, em đứng ở với mới mở cái nắp cabo. Và chiếc xe này thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó sẽ rơi vào tầm từ 6 đến 7 lít trên 100 cây. Và các bác đang quan tâm chiếc xe Fortuner bản 2.4 một cầu số tự động 7 chỗ máy dầu này thì nhớ đến trực tiếp nhà em Hiền Kim, hoặc có thể nhắn tin hoặc gọi điện. Và nhớ follow kênh của em để có thể cập nhật nhiều video chi tiết hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.